Xin chào bà con, chào các bạn nha. Chúc bà con và các bạn thật là nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công nha. À, hôm nay em ở nhà, em xuống em cho cái con heo, mấy con heo này ăn. Ăn trưa giấc này cũng 10 giờ mấy rồi bà con. Thì hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2021. Thì giá heo hôm nay thì nó nhảy múa dữ lắm rồi bà con ơi. Nó muốn lên xác lập cái đỉnh giá mới rồi. Nếu như mà hôm trước thì em đoán là cái giá heo sẽ trên 80, thì chắc có lẽ là từ đây tới Tết thì nó sẽ hơn cả 80 nữa bà con, trên 80 luôn. Tại vì bây giờ hụt heo luôn rồi, không có heo nữa. Có nhiều anh chị chia sẻ thì là heo nhiều, nhưng mà thực tế là ở nhiều địa phương là không còn heo đâu, tới mà nói vậy luôn á, không có heo. Bởi vì những anh lái đi mua heo á là rất là khó nha, rất là khó mua lái, không có heo để mua á bà con. Thì cái bầy heo này em chưa hứa dai hết đó. Có người lại coi rồi, có anh lái anh lại coi rồi, nhưng mẹ không hứa dai hết trơn á. À, tới đó là giá nhiêu thì mình bán nhiêu, nhưng mà từ đây tới Tết thì dĩ nhiên là phải sức bán rồi đó, phải có sức bán rồi đó. Có nhiều anh chị nói là giá heo bây giờ á, với giá cám bây giờ á, nuôi cũng meo lắm. Nếu như giá heo mà bảy mấy là nuôi meo lắm, giá heo giờ phải trên 80 nuôi mới có lời, tại giá cám giờ nó lên cao dữ lắm rồi bà con ơi. Cám giờ nó lên dữ lắm mà. Cho ăn thì mình gãi men vô nha bà con, men vi sinh sống nè, gãi vô cho nó ăn thêm. Nếu anh chị mà ở ngoài miền ngoài mà trời ghét á thì nên bổ sung cái men thêm nha, men vi sinh sống vô thêm, tại vì trời ghét trời lạnh là con heo dễ không tiêu gió. Không phải riêng gì con heo đâu, nhận nuôi nào cũng vậy, không tiêu. Thì năm bước qua đầu năm 2021 này thì nói chung tín hiệu nó cũng khả quan. Sắp tới thì Tết Nguyên Đán cũng tới rồi, thì giá heo dĩ nhiên nó sẽ trên 80 rồi, cái đó là điều dĩ nhiên luôn rồi đó, không còn gì để bàn cãi nữa đâu. Hiện tại giờ là cái nhiều chỗ, nhiều địa phương đã bắt heo khoảng 82.000 rồi. Bây giờ xấu đẹp gì không có quan trọng nữa bà con, có con heo là người ta bắt thôi, người ta cũng không có chê xấu đẹp gì đâu. Có nhiều địa phương thì cũng có chê heo bự heo mỡ, nhưng mà càng về càng Tết thì mỗi một ngày là nó càng khác. Hôm nay bắt khác, ngày mai người ta bắt khác rồi đó. Chứ mình đừng có sợ, đừng có sợ gì hết trơn á. Thì bầy heo này á, bữa hổm anh đăng lên anh lại anh nói khoảng 70 kg là đối với những cái con bự á, nhỏ thì không tới đâu. À, ví dụ như con cái này nè, à, cái này là từ 70 rồi nè. Mấy con nhỏ nhỏ này thì không được đâu. Con này nữa, ừ, con này trên 60.
bà con thấy vậy đó, tại vì cái chuồng heo nó, con heo mà nằm trong chuồng á, con heo nó nằm trong chuồng là mình thấy con heo nó không có bự đâu, mà khi mà con heo nó vô lòng á, con heo nó ra khỏi chuồng á, nhìn heo nó mới gọn, nó mới bự. Qua đây em cho nó ăn luôn bà con. Bầy heo này là hôm trước là tách ra bầy heo nhỏ nè, tách ra riêng, thì hôm nay nó cũng muốn bằng bầy heo bự rồi bà con. Đó là tách ra nhỏ theo nhỏ, bự theo bự á. Chứ bà con để chung như vậy á là con heo nó mình nó ăn nó sẽ, mấy con nhỏ này ăn sẽ không được nhiều chứ. Heo này thì nó nhỏ, có nhiều con nó nhỏ, mấy con bự thì nó bằng, mấy con nhỏ là nó nhỏ luôn. Heo mà muốn nuôi đẹp hay không á, là khi mà nó lúc nó nhỏ, mà heo nó đẹp là nó đẹp, lúc nó nhỏ mà nó bị thiếu chắc còi cọc rồi đó là nó lâu lắm. Mẹ heo này tại vì hồi đó là mẹ nó thiếu sữa, nó không có điều, nên là ra giờ con bự con nhỏ tà le vậy đó. Mẹ heo này hồi trước là nó đẻ ra là tặc nguyền tùm lum hết trơn à. Mấy con tặc thì tiễn hết rồi, tiễn vong hết rồi. Còn có con này nè, con này tặc nè, nó có quẹt cái giò. Mấy anh em nói là 5 móng nhưng mà thật sự không phải 5 móng nha, nó bị tặc cái giò chứ không phải 5 móng nha. Tặc cái giò mà trứng giá nằm trong bụng nữa, đủ thứ tặc, cái hai trứng giá nằm trong bụng luôn. Nhưng mà con này để vài bữa em về em rảnh em sẽ thiến luôn bà con, thiến trứng giá trong luôn để tới Tết xử nó. Chứ không thiến thì nó hơi gình nè, không thiến không được đâu. Có hồi xưa em có nuôi heo nọc đó bà con, nuôi heo nọc nhà đó, là em cũng khớp mỏ em thiến trước khi mà em bán cho người ta, chứ không có bán trước. Có nhiều anh thợ nói là về mặn thì cũng hên xui, những người mà chưa thiến á là về mặn cũng hên xui, có nhiều con á thì người ta thiến rồi người ta mới mặn á, thì thiến liền mặn liền á, nhiều khi nó cũng bị hôi nữa đó bà con. Nên là cái đó mình xử lý luôn, xử lý nhà luôn, rồi làm luôn đặng tới Tết mình xử đó. Tết mình ăn Tết. À, thì để em cũng gán em ở nhà cũng gán để cho vợ em ở nhà đang thúc bài heo này, thì gán tới Tết để bán, tại vì em cũng có công chuyện đó bà con, nên là em đi về chứ em cũng không có ở nhà thường, nên là cái hổm em cũng có làm mấy cái clip, em cũng chia sẻ cho rồi đó, mà nhiều khi em cũng cái thời gian mà em ra clip á nó sẽ ít lại đó. Ít lại, nhiều cái clip ít lại, clip sẽ làm ít lại, tại vì cũng không có thời gian nhiều đó bà con. Thì nói chung là năm nay thì cái giá thành của con heo vậy thì nó cũng, cái giá cả nó vậy cũng ổn rồi, thì cũng mừng cho những ai còn heo. Thì nếu như thật sự mà bà con muốn tái đàn á, thì cứ tái đàn đi, tái đàn là được rồi đó, tái đàn là đón mùng 5 tháng 5. Cái đàn là đón mùng 5 tháng 5 nhập heo được rồi đó.
Giá hôm nay là ở địa phương em là bữa nay là nó lên là 78.000 rồi nè. Là mình đi hỏi mấy cái sạp á là người ta nói là 78.000 rồi đó. À, tức là 78 là lại người ta kèo lên, hoặc là heo bình đẹp thì mình kèo lên, hoặc là nó bớt xuống. Vậy bước nhảy 2-3 phân giá là bình thường nha bà con. À, chứ đừng có quan trọng gì mà phải bắt đúng giá vậy. Tại vì mỗi chuồng mỗi khác và mỗi heo nó khác nhau nha. Heo mỡ, không mỡ, heo siêu nạc hay không nạc thì nó khác nữa. Heo này nó ăn rồi nó vô máng nằm ngủ luôn rồi. Nuôi heo, nuôi heo là cũng hồi hộp, nuôi heo là mình phải để ý đó, thường xuyên để ý đó. Đó. Thì cũng không có bỏ phế được. Con heo á mà nó bị bệnh rồi đó. Nó nằm nó bỏ ăn rồi đó, nó mệt lắm. Bà con phải thấy bệnh nó trước. Đó, rồi vô thuốc rồi nó nhanh. Nhanh hết. Nó còn để thấy bệnh rồi mà vô thuốc chậm lắm. Đừng có để biểu hiện bệnh, tức là bỏ ăn hay như thế nào phải để ý. Mắc buồn hay như thế nào đó phải để ý để mình xử lý liền. Can thiệp liền. Rồi thôi thì em kết thúc video nãy đây nha bà con. Chúc bà con một năm mới thật là nhiều sức khỏe, chăn nuôi thành công và gặp nhiều may mắn nha. Dạ, sự như ý nha bà con. Xin chào, hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Bà con có thấy hay, thích thì bà con hãy nhấn đăng ký, nhấn like giúp em ủng hộ em nha. Xin chào, hẹn gặp lại bà con nghe bà con.